Việt kiều Mỹ về nước nâng mũi, cắt mắt, căng da mặt, làm răng ở đâu? An toàn, chất lượng, giá hợp lý, không chặt chém. Bệnh viện J.W. Hàn Quốc, điểm đến số 1 được 1 triệu Việt kiều tin tưởng. Hệ thống bệnh viện 10 tầng, diện tích 4.000m², chuẩn chất lượng quốc tế. 3 chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, răng hàm mặt, thẩm mỹ da đáp ứng mọi nhu cầu. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh AI thông minh tiền phẫu. Phòng phẫu thuật vô trùng tuyệt đối, hệ thống gây mê hồi sức tiên tiến. Phòng lưu trú đẳng cấp khách sạn 5 sao. 100% đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Làm đẹp tại J.W. tiết kiệm 10 lần làm đẹp tại Mỹ. Miễn phí 31% trẻ hóa mắt tiết kiệm 335 đô. Miễn phí 15% nâng mũi trợ giá 472 đô. Căng da mặt cổ tiết kiệm 650 đô. Nâng cấp vòng 1 trợ giá 355 đô. Trồng răng bọc sứ miễn phí 20% tặng răng sứ cao cấp. Đặt cọc ngay hoàn tiền vé máy bay. Việt kiều ơi, đăng ký làm đẹp ăn Tết thôi.